hoàng. Chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Thì hiện tại mình đang trên đường đi tỉnh các bạn ạ. Mình lên hoàn thiện nốt một số thủ tục và chiều nay mình sẽ xuôi Hà Nội luôn để thực hiện nốt cái ước mơ của mình, đó chính là lấy nốt cái giấy phép ô tô của mình về. Thì hiện tại mình cũng vừa đi qua huyện này, mời các bạn theo chân mình đi phượt trên cung đường lên tỉnh xem có cái gì thay đổi và có cái gì mới mẻ nhé các bạn nhá. Hiện tại là một buổi sáng trời nắng đẹp này, may trời không mưa các bạn ạ. Từ khi mình lấy cái giấy phép xe mô tô về thì gặp tai nạn giao thông thì không còn run và sợ nữa các bạn ạ. Thì vì một cái lý do thì cũng bị tước cái giấy phép lái xe mô tô mất 4 tháng. Mãi đến hôm nay thì có giấy phép thì mình mới có thể ra được. Hy vọng rằng sắp tới thì mình sẽ có những video phượt tới những địa phương mới, ví dụ như mà Hà Giang chẳng hạn, thì tới cho các bạn cùng xem và cùng thưởng thức những cái địa phương. Thank you.
Các bác nhớ bên này là bãi tập này. Thật sự thì làm cái gì thôi các bác ạ. Một khi chuẩn bị sắp đối mặt với một kỳ thi gì thì ai cũng sẽ phải hơi run run một tí, nhưng mà quyết tâm và bình tĩnh đi qua nó thì mới là một cái vấn đề lớn lao đối với bản thân của từng người các bạn. Và em cũng vậy thôi. Đi đi. Đây cũng được. Đi đi. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Sugo trả lái phải gần như đã thẳng. Hai vòng. Ôi, vừa rồi. Đi luôn đi. Cái gương của anh đứng giữa đường ấy, và anh trả thẳng gần như lúc ấy là xe đã thẳng. Mượn một chút là được, mượn phải mượn trái chỉ mượn một chút thôi. Nhanh tay đi, đừng để phanh anh ơi, để phanh dễ. Biết phải đi, đi chậm chỗ này mà để tôi vô nó đi chậm thế. Đi về làm lại gì nữa, vòng mới. Chậm thôi anh ạ. Vâng. Hãng xe gì anh nhỉ? Bên một có tự động này. Chủ nhật tuần này là vào ngày bao nhiêu nhỉ? Bắt đầu. Quên Bài cái thi này nó tiếp chìm cái theo, nhớ mẹ cái bài thi chắc. dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Chờ đâu, có chờ đứng ở chỗ gì là cho báo bài mới. Bài thi tiếp theo là bài thi gì ta đứng chờ, nó không ở trong bài này. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Chết máy. Dừng xe chưa đến vị trí. Đi luôn đi, bình tĩnh. Không nhìn bên đấy nữa. Thấy chưa? Mình đã Đố mất. lên một Bài tí thi đấy tiếp chưa? Mất thêm theo, 5 điểm nữa bài thi qua là vệt chết máy bánh chưa? xe và đường hẹp vuông Rồi, góc. vẫn vậy, đỗ non thì còn 9 năm. Đấy, cố thêm một tí mở chân cô cực cái chết máy đã thấy số 90. Cho nên với lại cái bài này nếu mà cố lên nữa bị loại trực tiếp ấy, nguy hiểm. Tốt đúng nhất là không không? mạo hiểm chỗ này. Thì vẫn nói là bảo là xác định tay đấy là sao? Dừng rồi nhưng mà ai chả thấy anh, ai cũng muốn đấy mà. Chọn cái an toàn mà làm anh ạ. Không đi qua vệt bánh xe, bạn đã thi trượt. Sợ Xin mời chưa? bạn đưa xe Nào, về nơi đỗ. vấn đề là phải biết Bạn lệch. cần bài thi tiếp Bạn theo, làm quen thì bài thi ok, chứ dừng còn xe xác nhường định bài đường học cho thì người nó đi cũng bộ. ấy đấy, nó không kiểu nó không được được tuyệt đối cái hiệu quả cho mình ấy, hiểu không? Thì mỗi nơi nó cũng có những cái điểm nó hơi khác nhau, hiểu không? Đấy. Ok. Thế thì có gì thì thứ bảy để lại cho mình một cuốn.
cho mình nhớ nhé. Bắt đầu. Vậy nhưng mà đồng chí có thi ở, đồng chí có thi ở đây không? Phải đâu gió xe. Chết máy. Rồi. À, chân côn nó bình tĩnh. Bài thi tiếp theo. Còn hơn là mẹ bài vào, thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Nhưng mà chân côn là mịn thôi. Anh bảo đấy là chân côn anh hơi nhanh. Sâu côn xuống anh ơi, đi chậm thôi chỗ này. Anh đếm đi, người lái ngồi hay đâu, không đi lệch được. Đông đông lăng thẳng cái gì. Chậm thôi anh ơi, chậm thôi. Sát phải đấy. Bánh xe đè vạch. Nhìn nhá. Đi qua mà nhìn gương, mắt cứ không nhìn gương thế làm sao mà biết được cứ lệch thế nào. Đi anh đi đi đi. Lần này anh phải nhìn gương là lần này lệch sang bên phải, sau sang bên sâu côn rồi anh, những cái đoạn sâu côn. Thế bên trái những cái đường kia. Cứ đi qua là đi qua chứ còn kệ mày, chẳng cần biết mày lệch bên nào thì lần sau mày vẫn cứ thế. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Chân phanh nó bỏ đâu, mà đôi đi. Nổ máy lên nhanh. Về đây thì cứ bình tĩnh thôi. Thời gian vẫn đủ mà anh, thoải mái à? Không phải mình vội vàng mà chân côn như vậy, nó không tính thời gian đâu, mình phải làm thế.